Ngày 3 tháng 2, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm và từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hiệu quả. Trong năm đã kết nạp được 134 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và có chuyển biến rõ rệt. Ban thường vụ Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 7 đảng viên làm bí thư các chi đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng, 16 đảng viên, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng ủy khối trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác cắt giảm thủ tục chính trong thủ tục đầu tư, trong thủ tục tiếp công dân vào doanh nghiệp thì đây cũng là nhiệm vụ của cán bộ đảng viên của Đảng khối và của toàn tỉnh nhưng trong đó tập trung chủ yếu là cán bộ khối thì mong rằng các chí hết sức quan tâm đặc biệt là các sở mà các đơn vị trung tâm đơn vị trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp và công dân đề nghị cũng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức đạo đức thì đề nghị công chí lãnh đạo các sở đây đảng ủy ở đây công chí hết sức quan tâm đến giáo dục đạo đức và nâng cao ý thức của cán bộ thì đã kết luận đồng chí phó bí thư tâm, thường trực tỉnh ủy chỉ đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển đảng đặc biệt là trong các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp các tổ chức hội nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ nhất là sinh hoạt chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay ở cơ sở. Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 16 chi đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022, tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.